đó là một loài cây xương rồng. Với những lưu ý gì với đặc tính của loài cây này thì chúng ta sẽ nói rõ hơn trong video này. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành trồng một chậu xương rồng. Đây là một cây xương rồng, hay còn gọi rằng là tên thật của nó thì gọi là cây bóng vàng. Đấy là chúng ta đừng nhầm lẫn giữa cây bóng vàng với cây len vàng. Đây là cây len vàng. Cây len vàng thì thường là nó cái lông của nó nhỏ và dài hơn, cộng với là thường nó không tạo được hình tròn. Đây người ta gọi là len vàng đấy, cái lông nó giống như cái áo len đấy. Thế còn bóng vàng thì nó lại khác một chút. Nó cũng lâu cái gai của nó cũng có màu vàng, thế nhưng đặc thù của nó là cứ ra quả cứ lên là thường thường nó tạo thành hình tròn như quả bóng, nên người ta gọi là bóng vàng. Còn len vàng thì thường nó hay dài ra đấy. Và len vàng nó giống cái len đúng không ạ? Cái lông của nó cộng với cái vỏ da của nó rất giống cái áo len, nên người ta gọi nó là len vàng đấy, theo cái đặc trưng của cây để người ta đặt tên cho nó địa thôi. Đây chúng ta tiến hành trồng. Đối với cái xương rồng này thì cũng tới ít nước. Đúng rồi. Chúng ta tiến hành kiếm một cái chậu vừa mấy cái chậu xương rồng mà chúng ta lựa chọn, cây xương rồng mà chúng ta lựa chọn. Đây là cái chậu cây xương rồng mà chúng tôi trồng ở trên mái nhà. Với cái chậu cây xương rồng thì chúng ta lưu ý nó là mấy cây ưa ánh sáng và ưa khô. Thường nếu nói đúng vùng trồng của nó, gọi là vùng tự nhiên của nó, đó là ở những vùng sa mạc hoặc là gần sa mạc, nó chịu được khô và nắng, nên nó cứ đến những cái mùa lạnh và ẩm là chúng ta lưu ý là không được tưới nhiều và nên thỉnh năng đưa ra hay là liên tục đưa ra môi trường nhiều ánh sáng, nhưng không được đưa ra ngoài mưa, thì cây xương rồng nó sẽ tồn tại và sống khỏe. Đấy, chúng ta tiến hành trồng. Trồng xương rồng thì nó lại không giống như những cái loại cây khác. Chúng ta phải cho đúng mà. Rồi, mình có thể chưa trong nhà được. Chúng ta tiến hành cho đất vào trong chậu trước để cái lượng đất nó tương đối nhiều. Vì nếu đưa ít thì tí nữa khi ta trồng mà cho thêm đất là rất khó, vì xương rồng nó nhiều gai, không cho đất vào cạnh được. Cây xương rồng nó rất khỏe đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải để ở những cái nơi mà nó phải ít nước thôi. Nếu mà nhiều nước hoặc mưa nhiều thì xương rồng sẽ rất yếu. Đấy là cái nhược điểm của nó. Thực ra rằng là nếu ta trồng ở chậu rộng, nó phát triển nó có thể thành một cái chậu to bằng đây hoặc to hơn nữa. Với có những cái chậu bóng vàng, nó có những quả mà nó nhiều quả, nó có thể to đường kính ra đến mấy chục cm. Tuy nhiên chúng ta trồng cô thúc bằng một cái chậu nhỏ như này thì nó sẽ lớn rất là chậm. Thì cái thời gian sinh trưởng của nó sẽ chậm lại và nó có thể để chơi trong cái chậu nhỏ này rất là lâu. Còn bình thường thì nó rất là to, nó có thể to được. Đây dòng cây khỏe mình cũng thể để trong nhà được đúng không ạ? Và đúng rồi. Với những lưu ý là mình nên thi thoảng mang ra ngoài trời để nó hít thở khí trời đúng không ạ? Cây này mình có thể đưa từ trong nhà mình đưa ra thì đưa hẳn ra những nơi nó nhiều ánh sáng, có thể có ánh nắng trực tiếp, nó vẫn chịu được. Lưu ý của dòng xương rồng là chơi trong nhà thì lại càng tưới ít hơn. Khi ở môi trường càng râm thì nó lại càng ăn nhiều ít nước, nên là chúng ta phải tưới càng ít hơn. Với một chậu xương rồng như thế này, chúng ta để trong nhà có thể nửa tháng chúng ta không cần tưới. Nửa tháng cũng không vấn đề gì. Đấy, nếu mà chúng ta ngày nào cũng tưới hoặc tuần nào cũng tưới thì cây độ ẩm nó dư thừa và nó sẽ dẫn đến là nó bị úng hoặc là tối. Còn chúng ta để khô như này, thậm chí có thể để đến 2-3 tháng cây vẫn không chết. Tuy nhiên nếu mà ta để 2-3 tháng mà không tưới thì nó thiếu lượng nước nhiều quá thì cây nó sẽ mọp lại, củ xương rồng nó sẽ không còn tròn trịnh, nó không còn đẹp nữa. Nên là độ khoảng độ nửa tháng đến 1 tháng thì chúng ta lên tưới nước một lần. Với cái lượng nước một cái chậu cây này chúng ta chỉ cần tưới khoảng độ một cái chén chè, uống nước chè là có thể đủ rồi. Thì là sau đó rồi nó có độ ẩm, nó có thể sống trong vòng nửa tháng. 50 lít à? Không, đúng rồi, 50 mini chứ không phải là đấy, một cái chén nhỏ thôi. Đấy, cháu ở đây thấy cái cây xương rồng này, cây len này, cái hợp với cây này là gọi là củ lá mạ, nó màu xanh giống như cái lá mạ lon mà chúng ta cái mạ cái lúa đấy, nên là người ta đặt tên như vậy. Đấy. Đây là cái chậu trồng ấy. Tôi đã đưa cho hai cái loại xương rồng vào trong một chậu. Thực ra xương rồng môi trường sống của nó là giống nhau, đều ưa khô. Thế nên chúng ta có thể lựa những cây màu sắc khác nhau hoặc hình thế khác nhau, chúng ta phối hợp với nhau để tạo thành một cái chậu tiểu cảnh hay một cái chậu xương rồng nó đa dạng hơn, nó sẽ đẹp hơn là khi chúng ta trồng một cây một đơn thuần như thế này. Chú ơi, thế thì nếu mà cây xương rồng dễ thích với nhau thì cả cây này với cây lem bụi này cũng kết hợp đúng với nhau rồi. Tuy nhiên khi kết hợp chúng ta phải lựa chọn cái loại cây, tức là cái hai cái hình dáng của hai cây nó kết hợp vào với nhau, nó tạo thành một cái hình dáng mới nó đẹp, thì cái đấy là cần phải con mắt nghệ thuật của người trồng.
Thế còn nếu mà chúng ta cứ nhặt hai cây bừa mà trồng vào với nhau thì nó không trông cái hình dáng không ra sao cả, thì nó sẽ không đẹp. Tuy nhiên là nó không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề là cái sức sống của nó, nhưng nó ảnh hưởng đến cái mỹ thuật mà chúng ta chơi. Đấy, các bạn lưu ý.